đánh giá, chia sẻ trải nghiệm và review siêu chi tiết về dòng loa ZLX G2 12B. Đây là phiên bản Electrovoice mới nhất vào năm 2024 và bản thương mại. Cách đây khoảng 1 tháng em đã có cái bản demo cho mọi người rồi. Và video ngày hôm nay sẽ có cho chúng ta 5 phần. Phần 1 là liệt kê tất cả những điều đặc biệt của dòng loa này. Phần thứ 2 em sẽ review về tính năng. Phần thứ 3 đó là ngoại hình. Phần thứ 4 đó là cấu hình. Phần thứ 5 test âm thanh thực tế kể cả nhạc và karaoke của ZLX G2 12B này. Dạ Gula xin kính chào quý cô chú, quý anh chị và các bạn. Phần đầu tiên là những điều đặc biệt. Điều đặc biệt đối với Electrovoice thì quá nhiều luôn mọi người. Nhưng mà điều ấn tượng nhất đối với em đó là Mixer Dynacord, Mixer số hay gọi là Mixer Digital được tích hợp ở trong cái dòng loa Electrovoice này. Trước đây chúng ta có ví dụ như loa cột 30A hoặc loa Electrovoice Everest 8, Everest 12 hoặc phiên bản cùng cái series đó là ZLX G2 8B thì nó đều có tích hợp một cái Mixer Dynacord trong đó. Lý do tại sao Mixer này được tích hợp trong cái thương hiệu này, tại vì Dynacord và Electrovoice thuộc tập đoàn Boss của Đức. Và mixer này có điều gì đặc biệt so với những phiên bản khác hoặc là những thương hiệu khác mọi nha. Đầu tiên đó là rất là nhiều hiệu ứng trên toàn thế giới chúng ta có thể sử dụng được luôn. Em kể ra một số ví dụ nhé. Có thể là chế độ echo trộn reverb hoặc là chế độ reverb room để chúng ta biểu diễn. Hoặc là chế độ delay thuần luôn, chúng ta có thể chọn được cái mili giây ví dụ như là 250, 300 mili giây để cho phù hợp với chế độ hát bolero của chúng ta. Bình thường đối với những thương hiệu Âu Mỹ khác, chúng ta bắt buộc phải xài qua mixer hoặc là vang số, vang cơ hoặc là những micro có echo để chúng ta có thể sử dụng với những chiếc loa. Còn đối với các dòng loa Electrovoice hiện tại, đối với dòng Everest hoặc là dòng ZLX G2 thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một cái micro thuần micro luôn, chỉ là một cái micro có dây hoặc một micro không dây thì chúng ta đã sử dụng được tất cả những cái hiệu ứng mà từ trước đến nay chúng ta phải xài vang hoặc là mixer rời. Điểm đặc biệt thứ hai chúng ta nói đến series ZLX. Em rất là bất ngờ khi một cái sản phẩm đó là ZLX BT ra mắt cách đây khoảng 11 năm, đó là năm 2013, hãng Electrovoice có ra mắt cái series đó là ZLX BT. Và khoảng 11 năm nay, bây giờ mới là cập nhật bản số 2 mà nhé. Và cái bản số 2 này có khác biệt điều gì chính so với phiên bản trước đây. Và phiên bản ZLX thì em theo bên hãng công bố á, người ta đã bán được khoảng 1 triệu sản phẩm trên toàn thế giới rồi. Với phiên bản G2 này thì nó sẽ nâng cấp hai điều chính như sau. Một đó là công suất, hai là về phần giải tần mà nhé. Đối với công suất thì dòng loa ZLX G2 12B này là công suất khoảng 1000W. Nhưng mà theo em mọi người đừng có quan tâm quá đối với công suất 1000W. Lý do vì sao? Trước đây chúng ta có Everest 8 hoặc Everest 12 thì hãng công bố là khoảng 400W. Nhưng mà em thấy độ lớn, độ ồn thực tế và cái hiệu quả thực sự của nó có thể được 8.5 và 9 điểm so với cái phiên bản 1000W này. Thì chúng ta không thể dựa vào 1000W và 400W không thể là 10 và 4 được. Một điểm cực kỳ quan tâm đối với những dòng loa thương hiệu chính hãng như thế này đó là cái giải tần số đáp ứng rồi nha. Và với cái âm lượng đó là âm 10 dB thì dòng loa này có thể xuống được tần số là 48 Hz, còn với cái giải tần đó là âm 3 dB thì có thể xuống được tần số là 54 Hz. Thì đối với 48 Hz và 54 Hz là em thấy cái hiệu quả rất là cao khi đối với những chiếc loa sub mới có thể xuống được tần số 40 Hz mà nha. Còn đối với một chiếc loa mà chúng ta sử dụng full không cần sub mà được xuống tần số 48 Hz, đây là một cái hiệu quả tương đối cao và chúng ta có thể nghe nhạc được ở dải trầm tương đối là sâu lắng. Những điểm đặc biệt tiếp theo nó đến từ cái mixer Dynacord. Chúng ta có thể hát thoải mái mà chúng ta có khả năng chống hú rất là tốt qua AFF. Điểm đặc biệt thứ hai cũng là cái điểm duy nhất trong những thương hiệu và có những sản phẩm loa ti đó là xài được nguồn 48V. Chúng ta biết đến micro có micro dynamic và micro condenser. Micro condenser hay gọi là micro nguồn ma cũng được, micro 48V cũng được mọi nha, micro nguồn phantom cũng được. Thì đối với micro condenser nó có thể thu được những dải trầm ấm rất là êm ái, rất là sang luôn mọi người. Quý chú anh chị có để ý trên những cái kênh podcast và có những khách mời người ta nói giọng rất là hay. Lý do vì sao người ta xài qua cái micro condenser. Micro condenser nó có thể thu được cái dải trầm rất là sang. Thì cái micro này khi chúng ta cắm một cái micro 48V vào, chúng ta nói chuyện ra đây thì dành cho những người ví dụ như là ở trong nhà thờ, ở trong chùa hoặc là những cái công ty hoặc là những cái trường học đó mọi người dùng để nói chuyện ra cái loa này thì âm thanh sẽ hay hơn rất nhiều so với micro dynamic. Có một điều sau thì hãng nói là đây là đặc biệt nhưng mà theo em cũng không có gì đặc biệt lắm, đó là chế độ docker. Đối với những loa sách tay Việt Nam hoặc Trung Quốc thì người ta nói đây là chế độ mid priority, còn đây là chế độ docker, nghĩa là khi chúng ta nói tiếng nói vào thì cái tiếng nhạc
hoặc là những cái tiếng khác nó sẽ tự động nó nhỏ xuống rồi nhé. Nhưng mà chế độ này nó tương đối hay tại vì nó có thể phân biệt chi tiết âm lượng nhỏ hoặc âm lượng lớn. Khi chúng ta sử dụng cái ứng dụng là EV Wismart, chúng ta sẽ thấy một cái chữ đó là PEW cũng được mọi nhé, hay gọi là Parametric Equalizer. Thì đây là một cái tính năng để chúng ta có thể cưng chỉnh những cái tham số cực kỳ chi tiết luôn. Em ví dụ bình thường mọi người nghe ha, mọi người hay thấy những cái equalizer mà cơ ngày xưa của DBX đó, chúng ta có tần số bao nhiêu, 250 hạt nè, hoặc là 1 ký, 2 ký, 5 ký, 10 ký gì đó, thì bình thường chúng ta thấy như vậy. Còn đây chúng ta có thể cưng chỉnh chi tiết, dù mọi người thấy ở đằng sau cái mặt này không có nút nào để chúng ta đẩy lên để xuống, nhưng khi chúng ta kết nối với một cái tablet hoặc một cái điện thoại bên ngoài á, thì chúng ta có thể cưng chỉnh chi tiết từng cái tham số như vậy. Để đặc biệt tiếp theo, dòng loa ZX-G212P này chúng ta có thể kết nối với lại một cái loa giống y như vậy, hoặc là chúng ta có thể kết nối được với loa Everse 12 luôn rồi nhé. Loa 12B một bên, một loa Everse 12 một bên, và chúng ta có thể chỉnh hoàn toàn chi tiết tất cả mọi thứ trên một cái điện thoại luôn. Phần thứ hai đó là tính năng, em thì em sẽ không nhớ nổi hết, cũng như là nếu chia sẻ hết về phần tính năng này thì có thể là rất là lâu luôn, một video có thể nửa tiếng mới xong. Nhưng mà em sẽ nói sơ cho mọi người những cái tính năng đặc biệt, và bây giờ em sẽ quay ở phía sau đây cho mọi người xem thử nhé. Ok rồi, ở đây thì chúng ta bật nguồn lên, chúng ta có rất là nhiều tính năng ở đây mọi người. Tính năng đầu tiên, chúng ta có thể update firmware được. Cái thứ hai đó là chúng ta có thể cưng chỉnh một trên điện thoại hoặc là trên đây, thì tính năng nó hoàn toàn giống nhau nhé. Khi chúng ta chỉnh ở đây thì điện thoại nó tự lưu, còn khi chúng ta chỉnh trên điện thoại thì ở đây nó tự lưu luôn. Chúng ta có ngõ, những cái ngõ tính năng kết nối nè, ngõ vào đây, ngõ vào hai cái, và ngõ vào đây Bluetooth. Chúng ta có ngõ mix out ra bên ngoài, chúng ta có thể đưa ra sub được mọi ha. Rồi ok, chúng ta nhấn vào từng cái. Đối với tính năng ở đây, chúng ta sẽ có nguồn phantom nè, hoặc chúng ta chỉnh các reset khác nhau ha. Chúng ta cho micro đó mọi người, khi chúng ta nhấn ở đâu nó sáng, nghĩa là chúng ta đang chỉnh ở phần đó. Chỉnh cho riêng từng cái reset riêng mọi người nha. Hoặc rồi chúng ta có cái lược nữa mọi người nha, chúng ta có thể search từ lược đấy, đó là compressor đấy. Chúng ta có thể chỉnh bass chung chép riêng của từng loại nè. Rồi là hiệu ứng riêng nữa mọi người nha. Rồi tiếng docker, rồi đây là chế độ từng line một. Rồi chế độ tổng chúng ta có gì ha? Một là chế độ music, hai là chế độ live để chúng ta karaoke hoặc là chúng ta biểu diễn đây mọi người. Chế độ speed đấy, hoặc chế độ có chế độ guitar nữa mọi người. Chế độ club nữa, chế độ guitar thì em lần đầu tiên em thấy ở đây nhá. Lần đầu tiên mới quay mới phát hiện luôn. Đối với location hay gọi là cách để chúng ta đặt loa thì có chế độ keyboard, chúng ta để lên bàn hoặc để lên chân. Rồi tiếp theo là chế độ kickbox hoặc là chế độ monitor. Kickback là chúng ta ngửa lên để như là một nghệ sĩ biểu diễn đường phố, người ta ngửa cái loa lên để cho mọi người đứng là nghe hoặc nhảy nha. Hoặc chế độ monitor để cho nghệ sĩ người ta có thể nghe được tiếng nhạc cụ nha. Chế độ wall này thì em chưa nghiên cứu mọi người nha. Ok, tiếp theo phần sub, chúng ta có thể out sub hay không, tần số riêng nào luôn, hoặc là các cái sub đây thì hãng họ đã có cái setup riêng rồi mọi người nha. Rồi ok, em sẽ đưa vào tắt nè. Có bass chung chép riêng của từng cái, main EQ nè mọi người. Đó, chế độ bao nhiêu hạt là nó có sẵn luôn. Nếu chúng ta muốn ở đây vẫn được ha. AMS là chế độ chống hú đó mọi người, mix out là đưa ra ngõ này nè. Tiếp theo Bluetooth. Bluetooth thì nó có là Bluetooth kết nối ở ngoài, và cái nó sẽ có cái tên riêng mọi người nhé. Đối với mỗi chiếc loa nó sẽ có mỗi cái tên riêng, làm cái điện thoại chúng ta có thể phân biệt được từng loa từng loa. Em ví dụ như Agnos hoặc Casibox hoặc Adirang, em ví dụ như những cái loa karaoke sách tay khác, nó chỉ hiện cái tên thương hiệu thôi, còn đây nó hiện cả tên thương hiệu và tên cái mã của cái loa luôn ha. Chúng ta có thể kết nối được đó là control được, hay gọi là lấy cái app để chúng ta cân chỉnh được đấy mọi người. Nó có thể link những cái loa khác nhau luôn. LED này là chế độ bật đèn ở trước hay không nè. Display là chúng ta hẹn cái thời gian để nó có thể tắt loa nhé. Một điểm đặc biệt nữa mà em quên nói đó mọi người, đó là loa này có thể thực hiện được khoảng 6 reset khác nhau. Em ví dụ như chúng ta sử dụng không gian trong nhà, một reset. Chúng ta sử dụng không gian ngoài trời, một reset. Chúng ta muốn chơi live band, một reset. Chúng ta muốn hát delay, một reset. Đó mọi người ha. Khi chúng ta cân chỉnh hết tất cả mọi thứ được rồi, chúng ta lưu lại, chúng ta lưu nhiều reset lại, thì sau đó chúng ta muốn sử dụng reset đó, chúng ta chỉ cần vào phần recall, chúng ta gọi ra cái là xong, chứ không phải là chúng ta phải cần cân chỉnh từng cái lại, nó rất là mất thời gian ha. Phần thứ ba, ngoại hình và thiết kế. Chúng ta có một chiếc loa thùng nhựa được vác góc cạnh rất là mạnh mẽ. Chúng ta có một phiên bản 12P là Bass 30, nó sẽ lớn hơn phiên bản 8B là Bass 20, và sắp ra mắt dòng loa 15B là Bass 40.
phiên bản này tương đối là vừa vặn rồi nhé, để chúng ta đem đi cũng được, vì với cân nặng của nó khoảng 14 kg, và chúng ta để ở nhà cũng một cặp loa hai bên cũng vừa phòng với gia đình chúng ta mà nha. Cái nhựa của nó là nhựa polypropylene, nhìn tương đối là lì ha. Mặt phía trước thì chúng ta có một cái mặt lưới bằng kim loại nè, ở nhìn thì nó trơn đó mọi người nha, sờ rất là trơn êm tay nè đó, nhưng mà cái nước sơn nó là nước sơn nhám lì mọi người ha. Rồi ở phía trong cái này á, trong cái mặt lưới này chúng ta có một cái lớp giống vải dù mà cứng đó mọi người, thì để nó bảo vệ cho nó đỡ bụi. Ở phía trên chúng ta có một tay cầm, ở phía bên chúng ta có tay cầm luôn, và mỗi cái tay cầm họ ở phía sau nó đều có khắc cái thương hiệu là Electrovoy, có một cái bảng mạch cân chỉnh phía sau, em thấy cái in ấn cũng tương đối là sắc nét chi tiết nha. Và những cái ốc ở đây thì em thấy đều là ốc lục giác hết, nhìn nó sẽ chuyên nghiệp hơn là những ốc ba ke ha. Khi đặt loa chúng ta có thể để ba chế độ, một là chế độ G-Bot thẳng đứng lên như thế này, hai là chế độ Kickback, và đối với loa này chỉ ngửa lên 23 độ thôi nhé. Còn khi chúng ta ngửa lên chế độ Monitor là chúng ta ngửa lên là khoảng 55 độ. Còn cái chế độ Wall là em nghĩ là chữ Wall nó là tường, còn em cũng chưa có chắc chắn là chế độ Wall nó như thế nào. Có thể là đặt cái loa này gần tường mọi người nhé. Có ai biết mà có thể comment bên dưới. Phần thứ tư, cấu hình 12P nghĩa là bass 12 inch là 30 cm. Chúng ta có một cái loa bass 30 cm, một cái loa trap, và với cái côn của nó là 1.4 inch mọi nhá. Cái từ bên trong của cái loa trap là từ ferrit, còn cái dome của nó là dome titanium. Mọi người thấy những cái iPhone đời mới nhất đó mọi người, iPhone 15 á, thì người ta có giới thiệu là titanium là cái viền ở ngoài, thì cái màng ở đây cũng là màng titanium.